Wow.
Thank you.
Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của Bus City nha. Hôm nay chúng ta lại có một đường đua thử thách rất là cam go ở trên núi nè các bạn ơi. Một sườn núi rất là cao, một cung đường rất là quanh co, rất là dài luôn. Và có rất là nhiều xe hôm nay tham gia thử thách này. Có xe trộn bê tông nè, xe tải chở hàng nè, xe MC Queen màu đỏ nè, xe tăng nè, xe container, xe buýt nè, xe tải nữa các bạn ơi, xe van, xe ben á. Nhưng mà tất cả các xe của chúng ta đều thua hết luôn. Nhưng có một chiếc duy nhất là chạy xa hơn là chiếc xe container các bạn ơi. Xe container là chạy qua tất cả các thử thách luôn, và tất cả các con quay nè, tất cả các người khổng lồ nè, cũng như chim khổng lồ, và có người nhảy nhảy nhót đan xin nữa các bạn ơi. Đó, rất là nhiều hấp dẫn trong video này luôn. Nếu các bạn thích video thì nhớ cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Mình là Bus City. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày hôm sau nha. Bye bye.